Chào tất cả mọi người, Hà Nội đã bước vào mùa đông rồi và thật sự là thời tiết ngày hôm nay khá là lạnh. Ở đây mình đang phải mặc một chiếc áo dài tay. Hôm nay thì cả nhà cũng hơi thèm ăn lẩu nữa, tại vì mùa đông mà chắc chắn là sẽ rất là thích ăn lẩu. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái vlog sao để chúng ta có một nồi lẩu này vừa ngon, vừa nhanh, vừa tiện mà lại vô cùng chất lượng nữa. Bạn đồng hành của Kiên ngày hôm nay sẽ là đây, một chiếc GoPro 7 mà Kiên mới mua. Trong suốt quá trình đi chợ này, quay các thứ ở trong siêu thị thì Kiên sẽ quay bằng chiếc máy GoPro này cho tiện. Sau khi đi chợ về và chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào việc nấu bữa lẩu ngày hôm nay nhá. Rồi, đây, mình đang mặc bộ này. Hôm nay sẽ đi chợ và sẽ đưa con này đi tắm. Đi thôi. Bye bye. Sướng không? Sướng nha. Bây giờ thì Kiên đang đi siêu thị Vinmart và mình sẽ quay trước một đoạn, tại vì nữa chẳng may mà vào trong siêu thị người ta không có cho quay thì cũng thôi nhá. Thì chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà. Rau thì chắc là chúng ta sẽ chọn rau muống nhỉ. Đây. Em ơi, mình có rau cải thảo không em? Cải thảo. Anh cảm ơn. Chúng ta sẽ lấy nấm nhá. Nấm kim châm. Cay trứng mới cho cam này. Đây là khu rất là nhiều thịt bò. Các bạn thấy chọn gầu bò này. Đấy, nạc vai. Ba chỉ đâu nhỉ? Đây. Ok, Kiên sẽ mua bắp bò này. Với cả chỗ này là phần thịt ba chỉ bò Mỹ. Đấy, mình sẽ mua hai cái này. Đây là nước lẩu Thái này. Và cái này nó là bí quyết của mình. Đấy, cực nhanh luôn. Mà ăn cái này rất là ngon nhé. Mình sẽ lấy thêm xương đùi gà này. Đấy, để nấu nước. Bên này thì sẽ lấy thêm đùi gà. Tim gà rất là ngon luôn. Rất là nhiều đồ nhưng mà đây là Kiên mua để cho ăn mấy hôm luôn ấy. Đây. Kiên có một gợi ý cho các bạn nhé, là các bạn dùng cái biên há cào này này để mà ăn cho vào lẩu rất là ngon luôn. Đây nhá, nhớ nhá. Wow, rồi. Mua đồ xong, bây giờ thì chúng ta sẽ đi về và bắt đầu nấu bữa tối hôm nay nhá. Trời rất là rét. Mọi người mặc hết áo mùa đông và áo khoác rồi này. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi chợ xong. Và sau khi mà đi chợ thì bây giờ chúng ta sẽ tổng kết xem là chúng ta mua được những cái gì nhá. Cái quan trọng nhất đó chính là nước lẩu. Thì nước lẩu đây là lúc nãy mình có quay ở trong siêu thị ý, là nước lẩu đóng sẵn của Kichi Kichi. Thì cái nước lẩu này nó có mấy vị, ví dụ như là lẩu Thái, lẩu nấm, rồi lẩu Hàn Quốc. Mọi khi thì nhà mình ăn lẩu nấm cơ, tại vì lẩu đó không cay thì cam có thể ăn được. Nhưng mà hôm nay lẩu nấm hết rồi cho nên mình chuyển qua lẩu Thái. Và để cho cái nước dùng nó ngon hơn thì mình đã mua thêm xương gà. Thì ở đây mình mua xương đùi gà. Đó, ninh lên một chút nữa nước sẽ rất ngon và ngọt. Nhưng mà thực chất là ở cái bản chất của cái nước này thì chúng ta không cần phải đun thêm nước dùng đâu. Mà các bạn chỉ cần pha 1 lít nước lẩu và 1 lít nước và sau đó thì đun sôi nó 3 phút. Và sau đó thì chúng ta đã có sẵn một nồi nước để ăn lẩu rất là ngon rồi. Nhưng mà tại vì mình cầu kỳ ấy, cho nên là mình mua thêm xương gà để mình nấu thêm. Tiếp theo đó chính là những cái đồ ăn kèm cùng với lẩu. Thì ở đây mình có bắp bò nhập khẩu này và thịt ba chỉ bò Mỹ. Cái này thì cũng đã được thái sẵn ra rồi, một chút nữa chúng ta sẽ để giã đông cho nó hết lạnh và sau đó chúng ta dùng thôi, rất là nhanh, rất là tiện. Món tiếp theo thì Kiên sẽ làm món đùi gà tẩm dầu mè. Thì thật ra cái này nó rất là đơn giản thôi, mình mua trước cái đùi gà ở ngoài chợ
Mình mua trước cái đùi gà ở ngoài siêu thị, sau đó mình về mình tẩm ướp qua một ít với dầu mè. Tiếp theo đấy là tim gà. Tim gà thì vợ mình là một người cực kỳ thích ăn tim gà cho nên mình mua thêm để thả vào lẩu. Cái thứ hai là cật. Đây, cật heo. Cái này thì Kiên cũng rất là thích ăn. Và ngoài ra thì bọn mình có thêm cả rau muống và tôm nữa. Một chút nữa thì sẽ có thêm mấy đồ ăn kèm với lẩu. Rất là bí mật. Và thật sự nó rất rất là ngon luôn. Một chút nữa khi người ta ship đến thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì với phần xương của gà thì chúng ta sẽ bỏ ra rửa sạch lại. Các bạn có thể rửa qua với muối để cho nó sạch hơn. Chúng ta sẽ đun lửa lớn đến khi nào hỗn hợp nước dùng này sôi lên thì chúng ta sẽ vặn để lửa vừa. Với phần thịt gà đã lọc xương thì chúng ta sẽ thái tầm bằng một ngón tay nhá các bạn nhá. Đây thì đây nó là cái thớ của cái phần đùi này thì các bạn sẽ thái dọc theo cái phần đùi đấy. Đây, thái một ngón tay. Sau khi thái xong thì việc của chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta đã được những miếng thịt gà như thế này và chúng ta sẽ cho vào đây khoảng tầm một thìa canh dầu mè. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ trộn đều lên. Như vậy là chúng ta đã có món gà tẩm dầu mè để một chút nữa thả vào lẩu. Ăn rất là ngon rồi. Thì phần này cũng rất là dễ thôi, chúng ta chỉ cần việc rửa sạch. Thì nếu mà bạn nào cẩn thận ấy thì chúng ta bổ đôi ra một chút nhưng mà không cắt rời, để một chút nữa tim sẽ chín kỹ hơn. Phần tiếp theo chúng ta chế biến đấy là phần cật heo. Thì phần cật heo này đầu tiên các bạn bổ ngang quả cật dưới ra như thế này để chúng ta lấy hết cái phần hoi ở bên trong cho nó đỡ hôi nhá. Đây, ở bên trong quả cật nó sẽ như thế này. Các bạn cố gắng chúng ta lọc được cái phần màu trắng này càng nhiều càng tốt, tại vì cái này ăn nó sẽ rất là hôi. Tuy nhiên thì cũng có nhiều người cũng rất thích ăn phần này, tại vì bảo phần này thì ăn nó giòn giòn sật sật ý. Nhưng mà với mình thì mình không thể ăn được. Đây là phần gà này, phần tim và phần cật mà Kiên đã thái và xếp ra đĩa. Đó, như vậy là chúng ta đã được một đĩa rất là nhiều đồ ăn rồi đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chế biến đến tôm. Tôm này thì cũng rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần giã đông, sau đó thì các bạn xếp ra và khi mà chúng ta ăn thì chúng ta thả tôm vào thôi. Với phần thịt ba chỉ bò Mỹ mà Kiên đã mua thì các bạn hoàn toàn có thể là bóc ra, sau đó thì chúng ta để nguyên khay như thế này thì ăn cũng được. Hoặc là các bạn có thể cầu kỳ hơn thì các bạn có thể xếp ra đĩa làm sao cho nó đẹp nếu khi tiếp khách. Đó, thì đây mình sẽ xếp ra đĩa nhé, trông cho nó đẹp đẽ một tí. Mình khuyên thật các bạn là nếu mà chỉ để nhà ăn ấy thì tốt nhất là các bạn đừng xếp này làm gì, mất công vãi chưởng, mệt quá. Đây là phần há cảo mình vừa mua lúc nãy ở trong siêu thị đây. Đấy, cái này một chút nữa các bạn thả vào lẩu ăn rất là ngon luôn. Ăn với cả mì tôm hoặc là một lúc nữa cái vỏ nó chín ấy, nó trong suốt lên ăn ngon cực kỳ. Đây, mình sẽ để chỗ trống cho một vài nguyên liệu bí mật nữa mà một chút nữa thì ship người ta mới mang tới. Có anh ship gì ạ? À, anh đến chưa ạ? Đúng rồi ạ. Rồi, ok, anh cảm ơn. Nguyên liệu bí mật đã tới, cái này thật sự cho vào lẩu rất rất là ngon luôn. Các bạn chờ mình một chút nhé. Đây chính là mấy cái ngon ngon mà Kiên bảo với mọi người đây. Xem bên trong có gì nhá. Đầu tiên là xúc xích Đức. Cái này nó là xúc xích phô mai ấy. Khi mà các bạn cho vào lẩu ăn thì cắn ở bên trong ra nó có phô mai. Ăn rất rất là ngon luôn. Đây, vì rất ngon nên mình đã mua 2 gói. Ngoài ra thì mình còn có cái này. Đấy, đây là viên trứng cua và viên phô mai. Bên này cũng là viên trứng cua và viên phô mai này. Những cái đồ này kiểu như người ta khai thả vào trong lẩu Hồng Kông ấy, ăn rất là ngon. Các bạn có thể mua ở cái link Facebook mà Kiên đang đính kèm ở bên cạnh này nhá. Với phần nấm kim châm thì các bạn sẽ cắt bỏ cái phần đuôi của nó đi nhá, cái phần gốc ấy. Đó, cắt bỏ phần gốc này đi, sau đó thì chúng ta sẽ cho vào trong nước để chúng ta rửa thật sạch. Cái phần gốc của nó rất là bẩn này, cho nên các bạn chú ý là chúng ta phải rửa thật sạch cái phần gốc này thì mới ăn nhá. Đây là thành quả chuẩn bị của chúng ta đây.
thật ra cũng rất là nhanh thôi, tại vì có đúng cái đĩa này là phải chế biến, còn tất cả những cái này thì đều là đồ ăn sẵn hết rồi. Thì sau khi mà chúng ta chế biến các thứ này xong thì cũng là lúc mà cái nồi nước dùng của chúng ta nó cũng đã được này. Đây là nồi nước dùng gà và đây là phần xương mà Kiên đã vớt hết ra rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đổ cái gói nước lẩu này vào và sau đó thì chúng ta đun thêm khoảng tầm 2 đến 3 phút cho sôi lên là được các bạn nhé. Tại vì là cái phần nước lẩu Thái này nó khá là cay ấy, cho nên là mình sẽ đổ từ từ vào thôi. Đổ hết thì sợ cay quá, tí nữa là vợ mình sẽ không ăn được. Hơi nhạt, đổ thêm một chút nữa. Đấy, các bạn đã thấy nước lẩu bắt đầu chuyển sang màu đỏ chưa? Nước lẩu Thái chua cay nhá. Thơm mùi kiểu lá chanh, rồi giềng, đúng vị tôm yum ấy, rất là ngon và rất là tiện luôn. Khi nước lẩu sôi thì chúng ta múc ra một cái nồi ăn lẩu như thế này này. Nhà Kiên có cái loại nồi ăn lẩu này của hình như là của Golsan. À đây, của Golsan. Cái nồi này rất là rẻ, có khoảng 300 nghìn thôi mà dùng kiểu năm trời rồi chả vấn đề gì. Đấy, các bạn múc nước lẩu ra nhá và chúng ta đánh chén thôi. Và đây là bữa lẩu của mình khi hoàn thành. Và buổi tối hôm nay thì sẽ có bố mẹ Xoài, đây là Trang, sang ăn cùng, tại vì là bố mẹ Động cũng bận mất. Ăn ngon như thế này thì phải chia sẻ với bạn bè đúng không? Bây giờ thì bọn mình sẽ bây giờ thì bọn mình sẽ thưởng thức bữa ăn này. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé. Nếu các bạn thích thì hãy ấn like, subscribe, click vào cái chuông và tiếp tục ủng hộ gia đình Cam Cam nhé. Bye bye mọi người. Cả channel Trang Lu nữa nhá. Bye bye.